tập viên Thu Phương từ thời báo DE, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn xem bản tin Xe Thiên Phúc vượt tốc độ khủng. Ngày 21 tháng 10, báo tuổi trẻ có bài 4 tháng. Xe Thiên Phúc vượt tốc độ 52.000 lần. Giám đốc nói tước phù hiệu càng chậm càng đỡ. Theo đó, Giám đốc Hợp tác xã Xe Du lịch và Vận tải Thiên Phúc nói như trên khi đề cập chuyện xe vượt quá tốc độ quy định, nhưng một vài tháng sau mới tước phù hiệu, cấm chạy. Tuổi trẻ đã thu thập tư liệu và xác minh rằng, hợp tác xã xe du lịch và vận tải Thiên Phúc, thành phố Hồ Chí Minh, có 52.000 lần vượt tốc độ quá quy định, được dữ liệu giám sát hành trình GPS ghi nhận trong các tháng 3, 5, 6, 7 năm 2023. Tổng hợp số liệu 4 tháng trên, hợp tác xã này có số lần vi phạm vượt tốc độ đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh và bị tước 109 phù hiệu. Đáng chú ý, hợp tác xã này có những xe có số lần vi phạm tốc độ rất lớn. Bài trên báo Tuổi trẻ Phóng viên của Tuổi Trẻ đã có cuộc phỏng vấn ông Đào Công Đông, Giám đốc Hợp tác xã Xe Du lịch và Vận tải Thiên Phúc về vấn đề này. Ông Đông cho hay, Hợp tác xã có khoảng 50 xe giường nằm nhưng hoạt động thường xuyên khoảng 40 xe. Các xe chạy theo tuyến cố định, bán vé các bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Về số lần vượt tốc độ được ghi nhận tại hệ thống GPS, Hợp tác xã sai nên sẽ nhận lỗi. Ông Đông cho rằng, có 3 nguyên nhân của tình trạng chạy xe vượt quá tốc độ quy định. Thứ nhất là cái nét chạy của tài xế chưa sửa đổi. Thứ hai, các xe cố tình chạy nhanh để cạnh tranh nguồn khách. Chạy nhanh đón được thêm vài ba khách, chậm một chút xe khác vất luôn. Thứ ba, một số vị trí báo hiệu, biển báo, khoảng cách không phù hợp, xuất hiện quá đột ngột. Về ba nguyên nhân mà ông Đông đề cập, có lẽ nguyên nhân tranh khách là nguyên nhân chính yếu. Bởi thói quen của tài xế thì hoàn toàn có thể sửa đổi, còn vị trí biển báo, nếu là tài xế quan đường thì đã biết trước những vị trí nào có biển báo rồi, đối với họ khó có thể nói là đột ngột. Sự đột ngột này đúng với những người ít đi, không quen thuộc với cung đường mà thôi. Ông Đông cho biết, hợp tác xã đã nhắc nhở, la dày và chấn chỉnh tài xế, chủ xe rất nhiều lần. Thực sự mỗi lần vi phạm, hợp tác xã không sướng gì cả, phải làm đi làm lại biên bản giải trình. Hơn nữa, xe chạy quá tốc độ bị treo giò, thì chủ xe rất khổ. Xe dường nằm bên hợp tác xã, hầu như các chủ xe đều phải đi vay tiền ngân hàng. Xe bị treo giò thì không có tiền nộp lãi ngân hàng, biểu đồ vi phạm trong 4 tháng của hợp tác xã du lịch và vận tải thiên phúc. Ông Đông khẳng định, những xe của hợp tác xã bị tước phù hiệu đều phải treo giò nằm ở nhà. Sau khi nộp lại phù hiệu, làm biên bản nhận lỗi và chấn chỉnh là có thể nộp đơn xin cấp lại phù hiệu. Thông thường từ lúc bị thu hồi phù hiệu và xin cấp lại chỉ trong vòng một tuần. Về việc dữ liệu xe vi phạm được Cục Đường Bộ gửi địa phương có độ trễ, theo ông Đông, càng chậm càng tốt, càng quên càng hay. Chứ mình đòi treo giò xe của mình sớm làm chi. Tháng 7 mình vi phạm mà tới tháng 9, cơ quan chức năng mới bắt lỗi mình, cấm chạy thì đỡ trong thời gian chờ ra quyết định tước phù hiệu xe vẫn chạy được có tiền trả nợ ngân hàng quả thật ông đào công đông rất thật thà rất đúng với phong cách nam bộ nghĩ sao nói vậy tuy nhiên tình trạng xe khách xe tải lái nhanh vượt ẩu không chỉ xảy ra ở thiên phúc mà là tình trạng chung xảy ra ở tất cả các doanh nghiệp vận tải trên cả nước vậy thì nguyên nhân của mọi nguyên nhân không phải bắt nguồn thì tài xế hay doanh nghiệp họ cũng chỉ là những phần tử bị cuốn vào Xoáy vào cái vòng xoay chết người do cách quản lý của các đỉnh cao trí tuệ cộng sản tạo ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo .de với bản tin Xe thiên phúc vượt tốc độ khủng Quy định kỳ quái khiến dân khốn khổ khi sang tên đổi chủ xe cũ Báo Thanh niên ngày 21 tháng 10 cho hay sang tên đổi chủ xe cũ bắt buộc có phiếu xuất xưởng. Theo đó, một số người đi làm thủ tục sang tân đổi chủ xe cũ mệt mỏi cho biết cơ quan đăng ký xe yêu cầu phiếu xuất xưởng. Trong khi, chiếc xe đã mua từ vài năm trước, người dân không biết tìm đâu ra phiếu này. Thanh niên cho biết, thông tư 24 phần 2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới đã được áp dụng từ ngày 15 tháng 8. Tính đến nay, hơn 2 tháng thực hiện, nhưng người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi đi đăng ký xe, đặc biệt là thủ tục sang tên đổi chủ xe cũ. Thanh niên dẫn lời một người ngụ quận Gò Vấp, Sài Gòn kể. Anh vừa đi đăng ký chiếc xe ô tô cũ mua lại, có nơi đăng ký gốc tại Đồng Nai. Phía người bán đã làm xong giấy tờ mua bán, có công chứng, thủ tục thu hồi và để chủ mới đi đăng ký sang tên đổi chủ. Anh thắc mắc, tôi mang giấy tờ đến làm nơi đăng ký xe yêu cầu có thêm phiếu xuất xưởng. Trước đây tôi cũng mua xe cũ rồi, nhưng không thấy có giấy này. Nếu giờ chiếc xe đăng ký gốc ở Hà Nội, thì tôi cũng phải từ thành phố Hồ Chí Minh ra lại Hà Nội để bổ sung thêm giấy này. Bài trên báo Thanh Niên. Một người khác ngụ quận một bức xúc nói, đi mua xe cũ, chúng tôi không biết phiếu xuất xưởng là gì, ở đâu. Một số nơi cán bộ vẫn không giải quyết đăng ký xe nếu thiếu phiếu này, dù người đi sang tên đổi chủ đã nộp thủ tục thu hồi. Thanh niên dẫn điểm B, khoản 1, điều 11 của thông tư 24, quy định giấy tờ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước gồm. Dữ liệu điện tử phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng được hệ thống đăng ký, quản lý xe tiếp nhận từ cổng dịch vụ công hoặc cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng kiểm. Trường hợp chưa có dữ liệu điện tử phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng thì chứng từ nguồn gốc xe sản xuất. Lắp ráp là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định bản giấy. Thanh niên dẫn lời lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông phụ trách đăng ký xe giải thích. Thông tư 24 được ban hành với nhiều quy định mới về đăng ký, quản lý biển số xe theo mã số định danh của chủ xe biển số định danh. Sau thời gian thông tư ban hành, Cục Cảnh sát Giao thông có hướng dẫn thực hiện gửi các cơ quan đăng ký xe. Theo đó, phiếu xuất xưởng sẽ do các cơ quan đăng ký xe nơi tiếp nhận hồ sơ sang tên đổi chủ trực tiếp liên hệ cơ quan quản lý hồ sơ gốc của chiếc xe đó để cập nhật tuy có nhiều hướng dẫn nhưng người dân vẫn không hết phiền hà do vậy người dân cũng không thể tự liên hệ cơ quan quản lý hồ sơ của chiếc xe đó cung cấp phiếu xuất xưởng theo hướng dẫn sau khi ban hành thông tư việc này sẽ do cán bộ đăng ký xe xử lý cảnh sát giao thông giải thích như vậy có thể thấy sự không thống nhất không đồng bộ của cơ quan chức năng mà ở đây là cảnh sát giao thông đã gây ra những phiền hà, rắc rối không cần thiết cho người dân. Điều này không hề mới và cũng không hề cá biệt, nó đã xảy ra ở tất cả các nơi, các ngành trong hệ thống dịch vụ công của chính quyền và xảy ra suốt từ ngày Đảng Cộng sản lên cầm quyền đến nay. Bất cứ việc gì mà liên quan đến giấy tờ cần nơi công quyền làm thủ tục, chứng nhận, xác nhận thì đều gặp rắc rối. Từ giấy khai sinh cho em bé, đến kê khai tử tuất cho người ra đi, từ giấy chứng nhận độc thân cho tới giấy tờ chứng minh tài sản tất cả đều cực kỳ phiền phức. Ngay chính quyền cũng thừa nhận, hành chính có nghĩa là hành dân là chính và họ cũng đã nhiều lần cải cách hành chính. Nhưng than ôi, cứ mỗi lần cải cách, mỗi lần ra thông tư, nghị định mới là một lần người dân lại khốn khổ hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin. Quy định kỳ quái khiến dân khốn khổ khi sang tên đổi chủ xe cũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Mỹ Linh vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, Thời báo.de. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.